Xin chào mọi người, đây là cái khu vườn bên cạnh nhà mình nè mọi người. Sau khi mà đã lên chợ ha, lựa chọn một số chậu để lên chợ á, thì cái hàng này thì nó còn xấu. Chủ vườn không có lên chợ nè mọi người, mà cho mọi người ha tới tự lựa những cái chậu mình lấy để về trưng. Ở vườn là bắt đầu sổ lẻ đây nha mọi người, tặng thưởng thoải mái ha. Tại vì bây giờ người ta đi chợ bán rồi, hàng đẹp thì đã gom lại rồi, còn cái này là cho thoải mái ha. Ai muốn lấy nhiều về chừng thì lấy. Thì đây cũng là dòng dòng bà con thôi. Đấy mọi người. Anh Đen, anh cho từ lửa hả? Giờ anh vô đây đi chợ thôi đúng không? Mới chiều có gom chậu lại không? Mới chiều có gom chậu lại không? Có chứ. Tại lấy nhiêu lấy, còn nhiêu chậu mình lấy. Đây cũng bà con hết ha. Ám đám này chấm chừng lộ thỏ chứ hiền. Lộ không? Thỏ á? Lộ. Nên chợ bán được không anh? Chung là lên là lô cũng đập để không hết. Anh đi lô nào? Đồng Nai. Đồng Nai ha. Đây là chủ vườn nè mọi người. Đây này ba chuyến này ha, chuyến này chuyến thứ ba đúng không? Chuyến thứ ba rồi. Còn lại là cũng cho hết. Quá trời luôn mọi người. Chuyến này nhà vườn thì bể, mà không biết bên chợ có bể không ha. Đấy mọi người đang lựa tự được gom ha. Chủ yếu thì mọi người lấy vài cặp về trưng thôi. Đây thì cũng là nói chung thì là gần gần bà con dòng họ. Ha. Ai đi qua cũng cho rồi, có treo biển không anh? Có treo biển không? Hỏi mọi người thấy không? Làm cực khổ mấy tháng trời ha. Có bà cô kia bà thương quá, bà cho chủ vườn ít tiền kìa. Bà trả tiền. Tại vì bà thấy bà thương ha. Hoa đẹp quá trời anh ha. Được năm nay làm hoa đẹp thì trời hơi ế ha. Ủa sao cái này nó đen vậy ta? Cái này nám mà nó bị cái gì? Giống như dầu quá nhỉ. Nguyên chậu này luôn nè. Hoa đẹp quá trời luôn. Đẹp mà. Hoa này quá trời là đẹp luôn. Năm ngoái thì giật nhau ha. Số phận biết đường đâu lường ha. Đẹp bán được không? Mới bán được có mấy cây mai à. Ở bên đó cũng ế. Có nghe nào? Hoa này mọi người, hoa đi chợ thì vô cùng tuyệt đẹp ha. Vườn Vận Thọ người ta lựa hết rồi, lựa những cái chậu đẹp. Mình đi chợ, đi đủ một chuyến xe thôi. Còn nhiều thì cho. Hàng ở dưới này không phải là không có đẹp, nhưng mà tại vì bây giờ giá ở trên vừa trên chợ cũng rẻ. Mình chỉ gom đi đủ một chuyến xe thôi chứ tiền xe nó hao lắm mà lên không biết bán làm sao. Đây là những cái chậu mà mọi người đã lựa ha. Màu cam rất là đẹp, tuyệt vời luôn mọi người. Cái này là bỏ ngày không có tưới nên lá nó hơi héo héo một chút. Không có sức để tưới, lo gom hàng để đi chợ. Đấy, người bưng bê này, nhộn nhịp thấy ghê không? Mình đang quét trong nhà, mình cũng đang dọn vườn. Và mình thấy ở bên này như vậy là mình cũng sang quay cho mọi người xem ha. Tại vì cái vườn Vận Thọ này thì nói chung thì nó cũng không có được đẹp giống như những cái vườn khác. Chứ nếu mà nó đẹp xuất sắc thì mình cũng ra được rồi. Nhiều. Cái này là gần như là chỉ lấy đi lô được tầm trong 1/5, 1/6 á. Chứ còn gần như là đầy liếp đó mọi người. Đầy á, đầy vườn á. Nó chỉ lựa được một ít thôi. Thơm lắm nha. Vô một cái vườn Vận Thọ như thế này cực kỳ thơm. Hoa này. Hôm nay là ngày 27 đây nha mọi người. 27 tháng 12 âm lịch ha. Và cái vườn bên nhà mình. Thực ra thì vườn bên nhà mình có nhiều vườn lắm nha. Trước, sau và trên, phải, trái gì cũng đều có người làm hết. Và bây giờ thì người ta đã lên lô rồi. Cái hàng này giờ không còn đi một chuyến xe nữa. Nên cho bà con ha, cho hàng xóm
chừng đó. Ông chủ chỉ xếp hàng ở trên lộ đó, hàng ở trên lộ đó lên xe cuối rồi đó. Hầu như thì giờ vườn nào cũng tập trung lên xe, hôm nay với ngày mai xe cuối nữa là hết đấy. Ở bên này nè, ở bên này thì trống rồi nè, bên này là đẹp hơn nè, hàng chuẩn này đẹp, còn hàng này là hơi trễ, hơi búp búp, không có được đẹp lắm. Không được đẹp, năm nay làm vườn thỏ mà không đẹp, không chuẩn là bán không ra ở tại vườn đâu, mình phải bắt buộc đi chợ. Mà giờ đi chợ thì cũng chỉ lựa hàng đẹp đi thôi, để tiết kiệm tiền xe đó mọi người. Bỏ không tới nữa nha mọi người, nên quay lên á, không được đẹp ha. Cũng có cô quay kìa. đây là những cái giỏ hoa mà người ta đã lựa. Đấy. Quay lên đây mọi người đừng có bàn luận ha. Đừng có nói là làm gì cho cô rồi tới ngày bán không được cái than nha. Đây là mình thấy, mình quay cho mọi người xem thôi. Nhưng mà chuyện này thì bình thường năm nào cũng có hết. Tại vì cái vườn này gần nhà mình thì mình quay thôi. Đó là chuyện bình thường. Làm hoa mà không đạt, không đẹp, ra không được đâu. Trừ khi mà bông hút ha, bông khan hiếm á, thì mới ra được. Còn nếu như mà bông nhiều quá là không ra được. Có rất nhiều người người ta làm tại vườn nhưng người ta bán sạch, không có hàng để bán. Nói như vậy không phải là khen chê, nhưng mà cái loại hoa kiểng á, đặc trưng của nó là như vậy. Hàng phải đẹp, phải chuẩn thì mình bán giá cao mà dễ bán. Còn nếu như hàng mà không được đẹp ha, thì bắt buộc mình phải kiếm cái nguồn ra. Mà nếu mà khi mà kiếm không được nguồn ra á, mà bị chở á, thì coi như là mình lộ đó. Đây, hàng này thì cũng quá là đẹp luôn nè. Bông hoa thì rất là đạt, bộ lá thì nó không được đẹp lắm thôi. Đấy, thực tế này quay bộ lá cho mọi người xem. Đó, bộ lá thì nó không có được đẹp lắm ha. Chậu thì cái tàn nó, nói chung là nó không có đều tàn mọi người. Nó hơi là trọt á, cho nên rất khó ra tại vườn. Lúc mà ở chỗ mình người ta đi mua vần thỏ á, là tầm mùng 10, 15, đó, 18 tháng 12 là người ta mà mua rồi ha. Lúc đó là bông nó to, người ta lựa rồi. Còn hàng này hơi trễ. Cộng với cái bộ lá nó không có được mướt cho nên lái nó chê. Mình bắt buộc phải đi chợ. Và chợ hiện tại thì hình như đang chững lại, đang bị dội hàng á. Cho nên là để lại vườn, tiết kiệm chi phí. Chào cô chú. Đây là bà con của anh Đen hả? Đúng rồi. Yeah. Đấy, các chú ở đâu? Ở Chợ Lách hả? Chợ Lách. Dạ. Đó. Thơm quá rồi hả? Ở đầu kia có ớt á. Ớt sừng trâu. Mà ớt đó chắc bỏ còn lâu rồi, hơi héo tại vì ông kia ông đi mất rồi. Đây mình lên đây mình quay cho mọi người ở trên này nè nha. Đó. Có hoa chừng tết ha. Đó. Còn đây là hàng đi chợ nè. Người ta chỉ gom đủ một chuyến xe thôi mọi người. Nhiều đây cũng khá là nhiều rồi. Hôm qua thì đi một chuyến rồi, hôm nay đi tiếp một chuyến nữa. Bông này, nhị nó nhiều, đẹp ha. Vận thỏ năm nay làm cực kỳ đẹp luôn mọi người. Mình thấy nhà nào làm bông cũng to cũng đẹp hết. Mỗi tội là bị dội hàng quá chừng ha. Bây giờ thì người nông dân ở cũng không chỉ riêng hoa kiểng đâu, mà mình thấy các loại rau củ cũng bị dồi hàng rất là nhiều. Tại vì người nông dân thất nghiệp, không có việc gì làm, để tập trung vào sản xuất. Sản xuất thì lại không có đầu ra, bắt đầu là quay ngược lại ha. Dù gì thì cũng là người nông dân chịu đầu tiên, còn người hưởng lợi thì chưa biết ai ha. Tại vì mọi người ở trong xã hội thì đều sống dựa vô nhau, kết cấu, người làm nghề này, người làm nghề kia và bù trừ qua lại như vậy. Nhưng mà tầng lớp thấp nhất thì luôn chịu thiệt thòi nhất. Hàng này đi chợ này mọi người, vô cùng tuyệt đẹp luôn. Nếu như Hà Lan mà đẹp như thế này, ở chừng năm ngoái, một cặp 107, 108, giật nhau không có hàng. Năm nay thì bị đứng lại, Hà Lan đứng đó chứ làm ghê luôn nha. Vần thỏ còn chạy được chứ Hà Lan, hầu như nhà vườn nào cũng phải tự sự. Đây, quay lại tiếp cái khung cảnh ở dưới này cho mọi người xem. Rồi mình đi về nhà. Tại vì quay nhiều cũng có nhiều đây thôi. Không có gì nhiều nữa ha. Ông này thì bán ở Đồng Nai nữa. Mình nói thật với mọi người nha, bây giờ lái đi gom hàng thì cũng chờ cần ngày mới gom.
người dân đi mua hàng á, thì cũng chờ tới gần Tết mới mua. Chỉ có người bán ở nhà vườn thì tùy cơ mà xử lý ha. Làm gì giờ cũng phải tính toán. Rồi, bye mọi người nhé.